Rồi, ngồi qua ghế nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Đây thì Tường giúp cho. Mời bạn trai mở mặt nạ ra luôn. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ vô vị trí rồi. Chào về chương trình. Là em là Hoàng Công Hải ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nay em 29. Rồi đi làm công ty cũng lâu rồi mà bây giờ nó đang gò bó. Giờ em mới đi làm ngành nuôi ong. Rồi, ok. Mời em gái. Em chào chị Tường, chào tất cả các bạn. Em tên là Nhung, đến từ Lâm Đồng, năm nay 29 tuổi ạ. Em kinh doanh thời trang. Hiện tại thì em đang làm việc tại Tây Linh ạ. Có nhân viên phụ không hay mình làm mình? Dạ có, mình em ạ. Rồi mình đi lấy hàng về, mình bỏ hàng mình bán lại. Dạ vâng ạ. Buôn bán được không cưng, đỡ không cưng? Dạ cũng tạm ổn chị. Sao bây giờ nhiều người buôn bán online, em không làm trên mạng hả? Không bán online hả? Tại em cũng không thích lắm. Rồi ok. Nên điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em vừa sống hòa đồng, khá là quyết đoán với lại gọn gàng. Còn điểm yếu thì có lẽ là còn do quyết đoán quá, nó cũng là một điểm yếu. Tính em hay thương người á. Ok cưng. Rồi còn em? Điểm yếu là em cũng có một đời vợ trước là 2013, không được mấy tháng rồi. Hai vợ chồng không hợp nhau thì ly dị. Quen nhau bao lâu đám cưới? Hai tháng. Tại sao quen nhanh quá vậy mà cưới rồi? Không, tại tìm hiểu kỹ rồi. Bây giờ xong ở thời gian vợ không hiểu tính em, xong kiếm chuyện xong rồi chia tay. Tìm hiểu 2 tháng là kỹ rồi đó hả? Dạ. Rồi sao, rồi rung lắm hả? Sao cà lâm vậy? Rung gì? Ai làm gì đâu rung. Hồi hộp. Tại hôm nay mới gặp được người bạn mới này đấy, hồi hộp. Rồi. Thế còn mình sao? Tình duyên của mình sao? Cũng gần giống cho anh bên đấy ạ. Em cũng là mẹ đơn thân. Em kết hôn năm 2008. Lý do sao ly hôn? Thứ nhất là anh không hiểu và không quan tâm đến gia đình, còn ham vui. Cái thứ hai thì em lại cần một người hiểu và chăm sóc gia đình. Dạ, anh lớn hơn em 8 tuổi ạ. Lớn hơn 8 tuổi mà vẫn ham vui, ham chơi. Dạ, anh nói là ngày xưa anh thanh liên rồi. Chưa chơi nên giờ lấy vợ phải chơi bù. Trời đất ơi, anh Niên chưa chơi lấy vợ chơi bù gì lạ vậy? Ở đây tôi nói mấy cô gái đừng có ham lấy mấy chàng trai mà hiền lành, chưa có mối tình nào, chứ không biết rượu chè cờ bạc, không biết rượu bia mà mừng không có đâu quý vị. Kinh nghiệm của Tường, đàn ông là phải có biết chút đỉnh đó, rồi khi lấy vợ về mới là thương vợ con, mới chăm lo cho vợ con. Còn lấy người đàn ông mà nhỏ lớn chưa biết gì lấy vợ về rồi lúc đó mới chơi là khổ lắm, đúng không em? Dạ. Công nhận không? Dạ đúng. Nhiều người lên tham gia chương trình mà cứ thích tìm cái người mình chưa có này kia. Rồi có nhiều anh lên đây hỏi ưu điểm của anh là gì. Ưu điểm anh là không rượu bia, không thuốc lá đâu này kia. Mà đó là ưu điểm, chứ đối với chị Tường thấy cái đó chẳng phải là ưu điểm. Dạ. Thì em có 2 cháu. Trai hay gái? Dạ 2 bé trai ạ. Bé thì ở với em, còn một bé thì ở với ông bà nội. Mấy tuổi với mấy tuổi? Dạ một bé năm nay 10 tuổi, một bé năm nay hơn 6 tuổi ạ. Bé nhỏ ở với em. Chia tay bao lâu rồi em ha? Từ 2013 đến năm nay cũng 6 năm rồi. 6 năm qua mình có trải qua mối tình nào khác không? Cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ thôi. Không sao, em khó tính quá hay sao ấy. Mình biết nhiều rồi, năm nay mình cũng sàng lọc mà như vậy là đúng. Chứ mình đâu thể nào chọn một cái bậy bạ nữa rồi mình lại khổ một lần nữa. Cái gì một lần thôi chứ đâu có để nào thể nào để lần thứ hai. Cho nên là thôi, vậy đi em, chậm mà nó chắc. Thế nghe câu chuyện của bạn gái thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, ý anh hỏi là bây giờ nếu mà thương nhau mà nếu mà làm dâu hay là làm dễ em? Cái này em nghĩ là do do cuộc sống. Chỗ nào phù hợp thì mình ở, chứ nhà em không có quan trọng làm dâu hay là làm rể hết. Dạ nhà anh cũng dễ đấy nha. Ví dụ không làm dâu thì mình ở riêng cũng được. Tại nhà anh có một mình con trai à. Thì hiện giờ em đang ở với ai? Tụi em gái với gia đình. Ở nhà đó của ai? Của em. Rồi bản thân em đi làm bao nhiêu năm nay có dành dụm được cái gì riêng tư chưa? Cũng có dành dụm cho gia đình rồi. Lúc nào lấy được vợ thì gia đình lấy cái số tiền đó là cưới hỏi. Giờ bạn gái vợ giả tỷ em lấy cô này là cô đem theo con của cô về ở với ba mẹ em luôn được không? Được à. Chắc không? Chắc. Sao em chưa hỏi ý ba mẹ em mà em dám nói được? Cái này là do em quyết định. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Chân thành, sống tình cảm với gia đình ạ. Tại ngoại hình thì cũng không nói trước được điều gì hết chị. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích bạn hút thuốc ạ. Cho biết hút thuốc không?
Dạ em cũng có mà ít à, nếu mà không được thì em bỏ. Ờ à, hay quá ha, chưa chân dạy gái rồi, ok, nói bỏ nhớ bỏ nha. Dạ. Thế còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Để cho em coi, em coi là em đoán được. Thì nói đi, nói mẫu người của em đi rồi chị đưa cho coi. Chắc bạn gái chắc cũng ở bên nó cũng mặt tròn. Chắc cũng người cũng hơi vừa vừa, cũng không mập cũng không ốm, vừa người. Sao biết hay vậy? Thì em đoán không biết trúng hay không. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích cho bạn gái là ví dụ như biết trên kệ dưới. Ý là nói chung là lễ phép. À, thích người lễ phép. Ông nói giờ quần tôi tưởng đó ông không thích. Ý là nói họ là hỗn hàng á, là người trên người dưới á. À, rồi, nè, lựa đi, kiếm đi. Ở trọng đó. Không biết đoán nhầm không ta? Đó, kiếm ảnh đi. Cô này quá. Cô nào? Cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Bây giờ ở trong hình bây giờ khi mấy chị em, khi em đâu biết cô nào, bây giờ em đoán lại đi chứ. Không thích không? Đúng luôn em không? Khi lắm lúc người ta lại không thích mình sao, sao mà em biết được? Đúng rồi, nhưng mà mình thích không? Dạ thích. Thích thì cầm đi, hồi gả cô đó cho. Dạ bạn ở giữa. Sao biết bạn ở giữa? Thì nghe có cách nói chuyện rồi em đoán vậy. Trời ơi, hình dung nghe cách nói chuyện mà nhìn ra được cái mặt luôn. Xuất sắc quá, cặp đôi này xuất sắc quá. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho các bạn xem cầm hình nha. À. Rồi coi có đúng không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng không em? Trời em. Đúng không em đoán đúng không? Dạ đúng. Cái gì? Gần đúng thôi. Cái bánh này khác, ở ngoài khác. Rồi bây giờ cuối cùng tưởng là ai trong đó? Là em đó. Em nào? Vẫn là em đó. Trời ơi, vậy là em kiếm cô này gả cho ảnh em. Cô này nè. Tầm bảy tầm bạ nhìn kỹ giùm tôi cái coi. Ủa sao sao tự nhiên trong này tóc dài mà ngoài tóc ngắn vậy cưng? Dạ em mới cắt từ Tết đến giờ chị. Lý do? Dạ thì thanh xuân chỉ có một lần thôi nên là mình không muốn bỏ lỡ một điều gì hết. Chị cũng muốn cắt tóc tém lắm mà từ đó giờ chị chưa dám cắt. Ý em nói chị đã bỏ lỡ thanh xuân, coi chừng sao chương trình về cắt tóc tém luôn. Ví dụ như anh em mình muốn gặp nhau thì gặp nhau chỗ nào? Ví dụ như một tháng mấy lần hay là một tuần mấy lần gì đó? Dạ, do công việc, tính chất công việc là em khá là bận. Thời gian gặp gỡ con sẽ không được nhiều. Trước mắt là em muốn tìm hiểu. Toàn hay là một tháng bao nhiêu lần thôi, chứ không phải là nói cái là ngày mai, ngày mốt là tới. Dạ, quỹ thời gian trong ngày của anh thì như thế nào ạ? Tối thứ bảy anh tới cũng được. Khi cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào? Vui gì, mừng. Mừng, mừng cái gì? Bây giờ gặp được, mới gặp được người yêu. Ai yêu ai? Hai em bên yêu. Đang tìm hiểu. À, em yêu chưa? Dạ. Thì mới yêu trong lòng thôi, còn ngoài chưa. À, thế còn em? Tại cũng nghe bạn nói và cũng xem hình rồi lên. Mà khi mà mở ra em thấy đúng hình em cũng không bất ngờ. Không bất ngờ nhiều. Về Cát Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng LA Garden Restaurant nha. Đây là món gà chiên nước mắm nè, gỏi gà nè, rồi gân gà ngâm chua. Rồi xin mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau và trò chuyện với nhau ha. Dạ. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Rồi tự tin lên nha. Dạ, dạ. Thể hiện nha, muốn hỏi gì cứ hỏi thoải mái nha. Dạ. Mời hai bạn ngon miệng. Món ăn có hợp khẩu vị của anh không? Hợp em. Anh dùng cái quỹ thời gian nào để dành cho gia đình trong ngày ạ? Lúc nào cũng có hết. Ví dụ như công việc thì ví dụ như anh mệt thì nghỉ, hay là anh sắp xếp gì cũng được, tại anh làm ở ngoài. Mà mai mốt ví dụ như anh có việc gì thì anh làm, mai mốt thì anh không có đi làm ngoài nữa. Anh đang tính là làm công việc ở nhà thôi. Ở Vũng Tàu thì là hình như là đầm với sông nhiều, nuôi cá nuôi tôm hả anh? Đúng rồi, mà tại anh không nuôi cá nuôi tôm. Bây giờ nhà anh là ngành nuôi ong. Nuôi ong ạ? Nuôi ong ở đó thì mình cho ăn đường hay sao ạ? Đâu, ý là lúc cho nó ăn đường, không tới lúc mùa dưỡng thì mình đi những nơi, các nhiều nơi. Tại vì cái nghề nuôi ong rất là vất vả.
Nhà em thì chú em cũng nuôi ong. Anh có thích phụ nữ tóc ngắn không ạ? Tóc ngắn thì anh gọn. Theo như anh tiếp xúc với ba mẹ thì liệu ba mẹ có thích một người con dâu tóc ngắn như em không? Không, miễn sao là được. À, còn đầu tóc thì sao cũng được ấy. Anh thì cũng có hút thuốc uống rượu thì anh cũng lâu lâu anh với cũng uống rượu thôi. Trong tháng thì anh sẽ phân chia cái mức lương của mình như thế nào em cái không anh cũng lo xíu. Trong gia đình nhiều chứ anh cũng tiêu vặt ít lắm. Thì bây giờ anh cũng có một danh thiếp về. À dạ. Thôi bây giờ mình dùng một món gì mình ăn xong rồi mình bàn chuyện thêm đấy chứ không chắc là hết thời gian. Dạ. Anh có thích cơ một người phụ nữ hướng ngoại không ạ? Sống ở ngoài hay giao tiếp ở ngoài miễn sao nó chính đáng là được. Phải cho nó chính đáng chứ mà ghen mà không có chính đáng là đâu phải là ghen. Sao gì? Trời ơi đồ ăn ngon quá trời, lo tâm sự không có ăn phải không? Nãy giờ có ăn miếng nào không? Có gì, ngon mới không? Ăn được hai món. Nhưng mà nãy giờ chị ra ngoài là chị biết là hôm nay em đi theo tham gia chương trình là có mẹ đi chung nữa đúng không? Dạ. Giờ chị mời mẹ em vô chút xíu để tâm sự với mẹ chút xíu được không? À được ạ. Dạ. Dạ con chào cô. Rồi. À, nãy giờ cô đứng ở ngoài, ngồi ở ngoài là cô có nghe hai bạn này cảm nhận của cô như thế nào? Cháu gái này thì cũng hiền ngoan. Yeah. Nhưng mà cô nghe thấy là có hai đứa con. Yeah. Nhưng mà theo cô á, là con thì cô cũng không có nói gì. Nhưng mà ăn thua là giữa hai đứa phải thương nhau thật sự. Còn con thì tất nhiên là mình nuôi nó thì nó nuôi mình thôi. Yeah. Con nhưng mà mình cũng phải bảo, đúng không? Yeah. Cho nó ngoan. Thì cô cũng rất mừng. Tại vì là mình, người ta còn đi xin trả con nít về người ta nuôi, đúng không? Yeah. Cô? Đấy. Nhưng mà phải hai đứa phải thương nhau, biết tính nhau. Dạ. Yeah. Đấy. Còn như ví dụ bây giờ cô nói là con trai của cô là cái vợ trước á là có quen là 6 tháng là mai, nhưng mà bên gái nó dục quá. Trong khi đó thì về mình không biết tính tình ra sao. Đấy, nhưng mà về á là không có hàng tháng thì cô bảo để đem đi khám, không chịu đi. Cô bảo là đưa cho 5 triệu để đi khám, không đi. Thì cô bảo là phải có lý do. Nếu không đi là phải có lý do. Dạ. Biết không có con thì cũng không giữ lại làm gì. Dạ. Để nó tự hiểu. Dạ. Hai đó thì con thấy rồi, đức tính rất thật, có gì nói nấy. Dạ. Cái người thứ hai ấy, thì cũng là mới quen nhưng mà gia đình không ai đồng ý ghét. Dạ. Đấy, nhưng mà quen Hải là về chỉ rút tiền thôi, là hơi bị nhiều. Cho nên là cô bảo là Hải phải rút luôn. Từ lúc đó thì đi là cô bảo để lên chương trình là chắc ăn. Chắc là chương trình chắc ăn. Dạ. Hôm nay nếu ai gặp thương thì ấy. Dạ. Thôi chứ còn bề ngoài mình không biết được. Dạ. Thì con cảm ơn cô hôm nay đã đến cùng với anh Hải đây. Tại vì cũng phải có một động lực nào đó thì cô mới đi cùng anh tới đây một quãng đường xa như vậy. Cái điều thứ hai là con cảm ơn cô là những cái suy nghĩ của cô mới nói về lúc đầu cho những người mẹ đơn thân như tụi con và có các cháu nhỏ nữa. Con rất cảm ơn và trân trọng điều đó. Giữa tụi con thì con cũng cần một chút, hôm nay gặp mặt đây đã là cái duyên rồi. Thì con cũng cần một chút thời gian để tìm hiểu một chút ạ. Đúng. Giả sử mà tụi con có không. Dạ, có duyên á thì Rồi chuyện đó tính sau. Chuyện đó do hai bạn ha. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều ha. Con cũng hy vọng hôm nay là mai mối được thành công cho cặp đôi này. Còn cái chuyện mà các bạn có đến được với nhau hay không, có bấm nút hay không là có đó là quyền quyết định của hai bạn. Nha cô ha. Dạ con chào cô ạ. Hôm nay chúng ta một cuộc gặp mặt rất là vui ha. Có gì Tường có chia sẻ, có ăn cơm, có mẹ cho ý kiến luôn nữa. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào nhau, mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta quyết định bấm nút. Em cho anh một cơ hội để hai chúng mình bấm nút để tìm hiểu với nhau. Vậy thôi đó hả? Trong lòng anh hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào? Trong lòng bây giờ anh là rất là vui, muốn kiếm được vợ tương lai. Bây giờ anh là muốn em cho anh cơ hội đừng nếu... Có hứa hẹn gì không chứ cứ xin ta cơ hội hoài. Cơ hội thì anh làm cho em vui, anh không cho làm cho em buồn. Nếu mà em buồn thì anh làm cho em vui. À hay thế quá. Cho em hỏi rằng nếu bây giờ em thất nghiệp thì anh có đủ bao dung hai mẹ con em không? Nếu mà thành vợ thành chồng thì ví dụ như em mà khó khăn thì bây giờ anh cũng vẫn nói chung anh làm miễn sao anh cố gắng anh thuyết phục được mấy mẹ con em. Thuyết phục là sao, có nuôi ta nổi không chứ thuyết phục là thuyết phục cái gì? Ý là thuyết phục là lo lắng. Nói từ cho nó chính xác. Còn không được thì có thể anh nhảy xuống sông Sài Gòn luôn. Rồi hết thời gian. Rung động và cảm thấy đối phương có thể là một nửa của mình mới bấm nút.
Còn nếu chúng ta cảm thấy không có rung động, người này không phải mẫu người của mình, thì chúng ta không cần bấm nút vì lịch sự, không cần bấm bất cứ vì điều gì cả. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. Một, bấm nút và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình các bạn nhé, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hai, ba. Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Tại vì tất cả chúng ta đều đã đi trải qua một lần rồi. Em muốn cần sự chắc chắn một xíu. Dù sao thì Tường cũng trân trọng cái sự quyết định của hai bạn. Mà hai bạn đứng lên ạ. Thật ra thất bại hay thành công của bà mối không quan trọng. Quan trọng là những người tham gia chương trình có tìm được một nửa yêu thương của mình hay không. Thì Tường hy vọng rằng trong tương lai gần, các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À, rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật là vậy thì mắc lắm đúng không? Khoảng bao nhiêu tiền một cái? Nếu mà bỏ xỉ rồi em đi số lượng đó thì nếu mà bỏ xỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? Quê ở Quảng Bình. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây thì 12 tuổi. Ừ. Rồi với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng cái thứ này là thác ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì 20-20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, thì đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia, nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Bài gì cũng được, bài tủ đi.
bình thường có hát không? Dạ bình thường thì đi nhậu khách này kia cũng hay hát. Em cũng hay treo đùa với nhân viên này kia. Để cũng vui. Rồi. Ok, tình trường của em thì sao Phương? Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có ra, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở đây 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này là bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa thì. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia, có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, một người kia là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Thì không mập lắm, cái chân ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá lớn quá gia đình trợ phải đối đúng không? Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm
mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thôi tức là không ghen, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có ghen. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Hải ạ, và em sinh năm 1985 ạ. Vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình được bao nhiêu? Dạ, trung bình ngày thì được 8-9 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, thế vậy điểm yếu ạ? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Là có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là, chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Trong cái lý do chia tay? Năm, kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? À? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. À, lấy chồng là vào trong Vũng Tàu. Thì chồng chị là người trong này? Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp. Rồi cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi lấy hôn thì chồng về một cây làm. Thế ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhìn lại cho mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị nhỉ? Em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc nữa thôi. Công việc thì nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa.
đàn ông ấy biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vụ cô cũng tề bài cả được. Rồi chị, về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. À, tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, để em đẹp. Em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, tụ tỉ với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. À, về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? À, vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đó. Nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc ở bên đó nữa, nhưng mà được. Ý là em chị, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. À, bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái, em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đau mệt là được. Dạ rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình không ạ? À, hai con thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào không ạ? Dạ, thì cũng bảo là mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. À. Nên nhiều khi Dũng vui nó nói là mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, trên nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không còn là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10, hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt. À, còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 đó. Từ 45 cho đến 50 đúng không? Dạ. Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.